quê hương ân nặng nghĩa tình, là nơi sinh ra mỗi con người chúng ta. Quê hương có tiếng hát du ầu ơ của mẹ, du ta từ thuở lọt lòng, và tiếng hát du của mẹ lắng đọng theo ta đi suốt cuộc đời. Quê hương như người cha già, nó bình dị giống như cây tre khóm trúc, nhưng cũng rất cứng cỏi, hiên ngang vượt qua được những bão táp phong ba của cuộc đời để nuôi ta khôn lớn trưởng thành. Quê hương là cội nguồn của tổ tiên, là nơi chôn rau cắt giống, nơi có biết bao nhiêu kỷ niệm thân thương của tuổi ấu thơ. Quê hương gắn liền với cây đa bến nước, với những con đường dòng sông cây cầu, và những cánh cò bay lả trên những cánh đồng bát ngát hương quê. Quê hương là những gì khó quên nhất trong tâm thức của mỗi con người. Quê hương trong mỗi con người chúng ta thiêng liêng như vậy đó. Cho nên dù đi đâu, về đâu, lúc nào ta cũng nhớ về quê hương bằng tình cảm trong sáng và thiết tha đến vô cùng. Cây có cội, nước có nguồn, chim có tổ, người có tông. Cây có gốc mới trổ cành xanh lá, nước bởi có nguồn mới thành biển cả sông sâu. Con người nguồn gốc ở đâu, nhờ tổ tiên trước, kiếp sau có mình. Cho tôi về nơi ấy trên đê, khúc sông quê một thời phiêu dạt, đất bãi bồi ven sông vẫn hát, bản nhạc nào con sóng gọi tên. Cho tôi về nơi ấy đã lớn lên, tu hú kêu tháng năm mùa vải, ôm câu hát từng đêm khắc khoải, nước mắt con cò gánh gạo triền sông. Cho tôi về ước chọn niềm mong, tìm lại câu thơ ngày xưa tan dở, nước cứ trôi bên bồi bên lở, sóng tìm mình trong bãi đất quê hương. Ai đã từng sống xa quê, nhớ về một làng quê đã sống những năm tháng tuổi thơ, để lớn lên ở đó, có lẽ cũng chẳng khác những người con đang sống xa quê, nhớ về quê hương nơi mình được sinh ra, chôn nhau cắt rốn, nhất là những ngày Tết đến xuân về. Tuy sống xa quê, nhưng các anh các chị luôn hướng lòng mình về đây để mà thương mà nhớ. Nơi đó đời con có mẹ có thầy, đã cùng khổ cực đắng cùng cay, nuôi con vất vả với cả bầu sinh lực, nắng hạ mưa tông tháng lại ngày. Lộ quán tiền xây dựng quán đền đã được hoàn thành, được thành công tốt đẹp. Hôm nay khánh thành phụng sự An Vị Nô Nhanh phần sản An Vị khai quang điểm nhãn, nguyện cầu cho đồng thôn đồng xóm, các gia các chủ nhà nhà hạnh phúc ấm no, công danh thành đạt, công tác tiến bộ, lao động nước trong nước ngoài được bản mạnh bình an, được phát lộc phát tài tăng nguyên trường thọ. Xin phù hộ độ trì cho các chư lễ chủ, các cụ hòa kỳ lão thái lão sức khỏe bản mạnh bình an, các chư lễ chủ phu thê hòa hợp bách niên lai lão trường thọ, công danh thành đạt, công tác tiến bộ, thăng quan tiến chức, yên ngôi chính vị, kinh doanh thương mại thì phát triển hanh thông, các cháu được học hành thi cử được đỗ đạt. Thời giờ đã đến giờ vào làm lễ, thay mặt cho cung văn đạo tràng, thanh đồng đạo quan pháp sư, xin phép các chư lễ chủ để vào tuần cúng
cúng Phật Phật cầu an, xin được giải hạn tống ách trừ tai, tập phúc minh tường, kiến lễ sáng tạ đình thần tam tứ phủ, kiến lễ sáng tạ đức vua đương niên thiên quan, thần linh thổ địa thành hoàng bản thổ thần linh chúa đất, xin được thỉnh thánh hành phù khao thỉnh quân tướng được điền hoàn long mạch, chấn trạch thổ cư mua phần đất ân khao thỉnh thổ khí. Thời giờ đã đến giờ vào làm lễ, xin phép các chư lễ chủ để vào làm lễ. A Di Đà Phật.
bản thể hộ đàn này bình tích yêu ma không chướng ngại sở hữu bản văn hợp hành tiên đạo khai kiến minh dương kỳ an pháp đàn né trời đất âm dương là số vần tuần hoàn kiên cố sẽ xem có thánh hiền là đấng tôn nghiêm vào ra chớ có coi xem là thường đàn chân này ngày nay mới mở trên có đời pháp sự khuyên can dù ai đã đến chốn bản đền ngưỡng trong Phật thành tòa và uy nga tiếng chói nói sáo xa rừng rỡ vẻ rồng mây phường búa uy nga các chàng phan tiếp phúng hà sai mà cung kính ngắt mà phúc thêm nếu ngược lại mà coi xem phỉ bán lại ra điều khinh bạc tôn nhân thì luật trời tội ấy phải mang ăn năn chẳng kịp rõ ràng không có sai ta đang giám sát đôi ngày chứng minh công đức những lời tấu dâng tuần toàn trời đất mùa hạ năm nhâm ni dần là niên mãn ni xuân lập năm hà tháng tư tư nguyệt ngày mười tư ngày tuần giờ tốt vương lành pháp sự lành pháp sư hiệu huyền tương tiên sinh tự tôn giang phụng hành à khai kiến minh dương kỳ an pháp đàn đạo Phật thánh tựa mây che phủ mở pháp đàn cứu độ dân ta chống lên phần ngư trên tòa đồ nhân vô lượng gần xa nương nhờ đàn chân này tùy phong khai giảng phép trai đàn có bảng ở hai bên Phật thánh đang ngồi ngự tòa cao xếp xuống bốn cõi cùng bên ba đường à bốn phương trời phó cho thiên tướng hộ đàn chàng sau trước như y có kim cương tám tướng hộ chỉ có thanh vân bồ tát thường thì trang nghiêm chết Phật trời giáng phúc cùng năm bao nhiêu ma quỷ dự ở ngoài đền à nay nay chư vì xa đồng thôn xóm giếng phúc lành đưa đến trong ngoài cũng thêm hai ngôi hữu bằng chứng tình những lời tha thiết tấu trình kính dâng vẫn tuần toàn trời đất mùa hạ năm nhâm dần niên tháng tư ngày mười bốn hoàng đạo do tốt đương đàn pháp sự thần pháp sư hiệu huyền tương thiên sinh tự tôn giang phụng hành à thinh pháp chu ngự tiền liêm hương tả hữu lưỡng biên đạo tràng vân nơi hạ tâm ma Kỳ
sao thế giới à. Không à, giá chữ phương cấm kỷ nữ kỳ thư sư nông thần nên vô vôi chỉ tâm tan yêu an huy chỉ à được các sinh hoàn hỷ cộng đồng chứng viên thông nghiêm chỉnh uy quan thường thưa phật nâng như lai giao yêu an huy thổ đi ạ năng thần trận ngôn cần đang chỉ ha công à tinh thần sơn xuyên chữ ninh huống thứ gian thổ địa chúng long thần đại văn đế thiên theo chân ngôn các chân phong hùng sinh hoan hỷ nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma ta nam mô sinh hoan hỷ địa bồ tát ma sứ thần linh thổ địa thành hoàng bàn thổ kinh thế bản cảnh thần nữ quan công quan văn quan võ hội đồng các quan kinh thể cửu y thiên bán tiền mão đậu công chúa cung thể hạ ban ngũ hổ thần tướng thần linh nhảy ngũ hổ thần tướng ngũ nôi hiệu hòa lành cung thỉnh thiên tiên lực sĩ vạn vạn tinh binh tả quan thanh xà hiệu quan bạch xà linh ứng để cho chỉ a tôn a tình a vào chu gia trì cai hoa kết ấn sái điểm tình chân ngôn I'm
Thank you.
tỷ bát tương nghỉ thì có cùng kinh lễ. Thập phương chư Phật thái hư không bành đứng phần thân hiện hiện đồng biên ngã bản ban đề ngạo tướng nghi thăng nghiêm thiên xích từ kim Oh.
công đồng tam tứ phổ phúc giờ thân minh thổ địa thành hoàng bản thổ thân minh chúa đất phụng dưỡng bản cảnh thân nữ quan công tà quan văn hiệu quan võ hội đồng gặp quan phúc sự bán thiên ni mão hỷ rậu và bán thiên công chúa xin phụng dưỡng ngũ hổ thần dưỡng tả thanh sai hữu ảnh xà thiên nhiên lực sĩ bản vàng tinh minh thuần xài an vị khai quán điểm ngơ nhãn điện hoàng long mạch tình thanh hành phù chân trạch tổ cư trợ thí chúng sinh mở hội cầu phúc cầu tài cầu đồng thôn cập bách gia trăm họ nhà nhà hạnh phúc ấm no công danh thành đạt công tác tiến bộ náo động nước trong nước ngoài bản mạnh bình an nhân căn vật nợ thành kinh doanh phát triển thương mại công nghiệp buôn bán thanh thông xin cho các vị kỳ não các cụ thái não được thân tâm thường an lạc bản mạnh được bình an sức khỏe được thăng tiến trường thọ bách niên xin cầu cho các nhà đệ chủ phu thê hòa hợp bách niên danh não trường thọ nam nữ học hành thi cử đỗ đạt công thành danh toàn các cháu hoa ôn tiểu được hay ăn chóng hoa lớn khắp cầu bình an tăng lên trường đò đi tự tình và chư vất giáng đâm đi thử tình thanh sang mối tội rẻ phúc sinh di đờ kỳ vào đạt bánh vô tự chi lý thượng độ sinh chúng sinh đợi đạt giao yêu tiểu thì chất ngon cẩn thận tương trì tại vì ai nhớ tiết tường dụ vật là ta tôn tường dụ đạt ma ma tàng tường chủ tăng giả ra chúng ta tại nam bồ đại hùng giác vô lượng tu ý vương biên hòa tiết độ nhân vô lượng cảnh bình pháp tân tí nương ra nam phật viên mãn bảo thân bồn sư hóa thượng tích ca mô ni văn vật đường này là sinh Di là tôn bất tây vương giáo chủ kiều phẩm đạo sư di đà và tâm ước luật sư liễu ni quang vương và đồng vương phổ và tờ phước tăng và tăng tờ ngũ và tàng vật trang nghiêm kiếp thiên và tinh đô nghĩa tiên phật thịnh tận tờ phước tăng tế hằng ngà vô số chư vị phật priya nguyện ngã phật từ bi bất vi bản đề phụ văn văn thông thỉnh ra bản đề tướng hòa ta như thình nhất tâm con vòng thình tam thừa lý điển hữu bồ huyền văn giá ni đằng đề nhân nghĩa thiên ngôn chỉ đính chân tam hội hai xuân nơi và mường khai huyền nghĩa nồng đã huyền trung ca năng tiên âm tiên văn cứ kim cương như tà thương nhà chiêm ba tôi sám lòng chúng lâm nương ý triển hiện trở thánh hòa hải triều văn phí linh kinh truyền tám tàng công kiên kiếm thành bí long cung trường bán môn ni tiên chứng tiêu trừ bằng tứ cú nhi nổ trần thanh tình duy nguyên tám thơ ba tàng chư phần tôn kinh tử kim quang tùng diệu thập phương bành ngọc hào phấn huy xa giới giá có bản đền chứng minh công đức hương hoa nhập đi nguyện hải thủ công đúng năm trường trùng trang nghiêm từ bi vô đoàn nam mô đại thi văn thủ chỗ nơi bồ tát đại hạnh phổ hiền vương bồ tát đại
nay đến cảm quan Thế Âm Bồ Tát. Đồng yêu đốt đại thể chỉ Bồ Tát vô thân ninh Bồ Tát Tào Đàn Hoa Bồ Tát Thượng Phong Bồ Tát Thượng Phong Bồ Tát Nhật Công Bồ Tát Nguyệt Công Bồ Tát Trông Thọ Bồ Tát Thuyết Lo Bồ Tát Di Lạc Bồ Tát Tát Cô Chi Phật Mẫu Đại Chuẩn Đề Minh Vương Bồ Tát Minh Vương Cứu Vô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Phổ Quang Giải Hoàn Kết Bồ Tát Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Tri Nguyện Chư Tôn Bồ Tát Ma Tát Bất Vi Bản Thể Vụ Văn Thần Thông Giang Có Mưu Đường Chúng Mình Công Đức Hương Hoa quan đại địa như quan thông trích nhãn phổ hội vì tích cơ quan nhi hoành việt thì thừa đường ở thi miêu độ lượng như cao siêu độc giả phi tiểu tiếp ma tương xuất tràn tràn vĩ độ trung nay pháp pháp lưu truyền đẳng đẳng tương tục con cung tịnh nam mô tây thiên đông độ nam việt Địch đại chư vi tổ sư thánh sư tiên sư kỹ sư giáo sư chư vị bồ tát thuyền sư thuyền tọa Priya nguyện hồ thị vật cả tăng viên rất nóng viên yêu vị tái chiêm nay thỉnh giáng đạo tràng thượng hóa tại tình nhất tâm tôn phụng tình vua sáng giới trung tứ công tứ thiên thượng đế sáng giới tứ thiện nhật tầm bản thiên thiên đề dùng giới thiên trung đồng kiến thiên đế hiệu thiên chí tôn kim biến ngọc hoàng thượng đế thái thượng tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế nam cường bằng đầu trường sinh từ bi đại đế nhị thầm bát cú thầm nhất liệt diệu tinh quân thập nhị cung phật tôn thần nế chùa hợp hoa giá sơ ruột bản bệnh nguyên thần chân quân tinh đầu hà hán vạn trưởng cao chân chúa thiền là vạn na áng hồ thế tứ vương bán bồ kim cương thầm nhị dược xoa đòi tướng bát bồ hồ pháp long thiên chúng càn thát bà a tu na ca lâu a la khẩn na na ma hầu na già nhân viên đẳng nhân viên thanh chúng ma duy á nguyên bất giải quang thịnh giá đạo tràng chứng minh công đức hương hoa tại vật là chân âm chỉ tâm còn mãi thành thì phù chi thôn phù tam tấn âm đại đế tứ độc tràng hà hoai hải quang nguyên đại quan tiểu giang thứ hải đại long vương hải vận uy đức luân cái long vương bát đàn đà long vương xa ra đà long vương hòa thu các long vương đức chúa giả ca long vương a na đà 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 long vương ý ma na nu tu long vương yêu bát na long vương nhất thiết bát tây hải long vương thuộc xuyên tứ điển quy nguyên đàm đồng thủy phủ nhất thiết chư tư chân thể duy nguyện bát xạo huy quang thịnh giang miếu đường chứng minh công đức nhang hoa chúng ta phải tình nhất tâm con cùng tình nhạc phù trí tôn đông nhạc thiên tề đại sinh nhân thánh đế quân nam nhạc tứ thiên chiêu thánh đế quân tây nhạc kim biên thần thánh đế quân bắc nhạc an quyên nguyên thánh đế quân chúng nhạc chúng biên sùng thánh đế quân nhạc phù gia thánh quyến thuộc tôn thần duy nguyên bất giải quang thỉnh giác bản đàn chứng minh công đức hương hoa tại tâm là chân ông chỉ tầm con bay thành gì nào hóa cảnh đàn giác ngư cực là phương chúng thông ngư huyền đô thủy cung ngư ngọc kinh sơn thường thi ân ba đơn đại đạo hiếu sinh cung duy tam thập tam thiên thiên chúa đế thích đế hoàn nhân thánh đế quân hiểu thiên trí tôn kim quyết ngọc hoàng thượng đế ngọc bệ hạ thổ cập hệ dục hệ giới sắc hệ giới vô sắc giới trung cung thỉnh thiên hệ quan địa quan thủy địa quan cung thỉnh thiên hệ thủ địa thủ thủy thủ nhà kê thủ nhân gian thượng nguyên thính phúc thiên quan trung nguyên xá thủy địa quan hỏa nguyên giải ách thủy quan cập hệ bát bầu hồ pháp long thiên chúng nguy cản hệ thát bà a tu na ca nâu na khẩn na ma hầu na giả nhân thi nhân đẳng nhất thiết thánh trung duy nguyện bất xả uy quang thịnh giang hiếu đường chứng minh công đức nhan hoa thể Yeah.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Phát thanh địa quang tình Phật cầu an sám hối mười phương chư Phật, chư Phật mười phương chư Đại Bồ Tát bình thần tam tư phủ. Phần dài án mình khai quang điện nhãn tốt kính hô nhanh phụng sự mười phương chư Phật phụng sự quang tận như thổ địa hoàn bản thổ. Thần minh Chúa đất phụng sự bản cảnh thần nữ Chúa Ba La bản đền phụng sự quan tâm tẩn quan văn lý quân võ tập các quan diên lễ cùng phụng sự nghỉ bốc biển trung nhiên bắn điên mặc đầu bụng vững hạ vang mua đặng thượng tả quan thanh xà hữu quan bạch xà thiên nhiên lực sĩ vạn vạn tinh binh xin cầu phúc cầu lòng cao tay cầu cho đất thôn đồng xóm tập mỹ các chư để chủ thiện là hai tín nữ xa gần đồng bào cả nước được nhà nhà hạnh phúc ấm no cầu cho đất thôn như mùa màng bội thu tài nguyên phong phú mà năng động nước trong nước ngoài hưng thân vượt đời công danh công tác các vị tỳ não thượng thọ bồ não được làm trăm tuổi bách niên sống lâu giàu bền xin cho các chư nhân chủ công văn công tác công nhân viên trong nhà nước được công tác tiến bộ được thăng quan tiến chức tiến ngôi chính vị các chư lê chủ xin được buôn bán được thành công công việc thuận lợi mua ăn bán đất nghi mua một bán bưởi các cầu cho các chư các cháu được học hành thi cử đỗ đạt nhân viên tốt lành bình an sự làm kim mi ả lệ chủ hòa kỳ não thượng thọ ngũ văn đi nhà mắng may hãy để các chư đánh tổ ngũ hoa hiệu trung lê chủ đà thị hưng lệ chủ đỗ văn thư lệ chủ ngũ hồng quả lệ chủ đào đạo tiên mi đại tổ nguyện văn sinh lê chủ nguyện văn hải lệ chủ đỗ xuân trưởng lễ chủ đỗ văn bàng lê chủ đỗ xuân ba lê chủ đều văn thuận lễ chủ đều văn thuận lễ chủ nguyễn văn quân lễ chủ hồng khanh lê chủ mai ngọc hà đạt lễ chủ đỗ quang kỳ lễ chủ đào xuân trung lễ chủ đều đức trường lễ chủ đào xuân toàn lê chủ đào xuân đức quân lễ chủ đạo xuân quyên đi lễ chủ nguyễn văn nam chiến lễ chủ đỗ bình nam lễ chủ đỗ trọng anh ta hợp đi tầm anh đại thì cho kinh phật lễ chủ hòa lễ chủ hòa bộ đôi văn lễ trung nghi bạn này vẫn xin giữ đích mùi nhân thế đào thi nhiễu bạn này xin giữ màu vật nên lát tử thú văn tuyển mạnh mệnh sinh hương quy rộng dần hôn đi từ đây thì đi bản mệnh sinh hương tân thủ nhân nội tôn hú bảo bản mệnh sinh hương mẫu tuất đưa nhân vũ duy an xin hương cách đi đi nhận đi tháo chủ đào thị hưng bản này mệnh sinh hương mẫu thần nguyện nam tử trần văn huy đồ thị đi bản đi văn lê đồ bản mệnh sinh cư tân hợp nhân ngôn tử mai kim đào sinh hư là tí mùi nhân quyết động tôn nghi trần văn nghi diệu sinh hư linh sửu nhân trần đề văn nghi tài sinh hư tí mùi nhân hợp quy cảnh gia đặng lễ chủ lễ chủ đỗ văn nghi thư bản mệnh sinh hư kim dẫn nhân thân nghi thế trần thị đặc sinh ư mẫu thần đi nhân nam tử lô quốc kỳ nông sinh ư bất hợp nhân đỗ thị dung bản này sinh ư quý rộng nhân tế tử động văn chúng sinh ư canh võ nhân hợp thế đồng ngôi giá đảng ấy giá lễ chủ hoa đều hòa được kế của người là sinh ư ất với nhau nhân thân này thì mai thì giả thương sinh ư bình thị nhân nam tử đều đều hòa phân đi anh ấy sinh ư bình thị nhân đều thanh sơn sinh hư trong mọi nhân hôn tử luôn thì kỳ chính thì thiên bản đề bệnh sinh hư binh sinh nhân và mậu hòa thân biết đi thì biết đi sinh hư nhân đi mọi nhân thì sinh tâm ta chủ và tiên chủ phú
nhân thế đàn ta thì thành sinh hư quý sinh nhân nam tử vũ văn già cũng đi sinh hư bình mi biết ra nhân nữ tử vũ thị tâm à sinh hư tân nhân thị nhân đi đồng tha đẳng lễ chủ mai ngọc bảy đẳng đẳng mệnh sinh hư tân tập nhân thế bùi thị thủy sinh hư quý hợi nhân nam tử mai huy hoàng sinh hư ất tập nhân mai hoàng sinh hư kỷ sự nhân hợp bảy đẳng gia đẳng để chủ đỗ văn vi bàn nhân sinh ngư cảnh kính nhân thân thì thằng thiện ngữ bàn bàn sinh ngư thì hậu nhân nam tận đỗ xuân vi đàn sinh ngư nhân thân nhân để chủ đỗ xuân vi đàn bàn bệnh sinh ngư biến sản nhân thế mai thì mơ bàn bàn sinh ngư cảnh mọi nhân nam đế tận đỗ xuân vi trường sinh ngư quý thị nhân đỗ an tàng sinh ngư tân báo nhân ở hà đặng lễ chủ nguyễn văn quý bàn bàn sinh ngư tân báo nhân thân thị đỗ thị nhân bạn hề đại thế nhà sư như thế bao hòa mình nam mơ thể nguyện con như được bạn quân sinh như thị nhân nguyện như công quang bạn này sinh như khi bao nhiên hôn như thử mai thủy mông bạn nhân sư như bao ngọc nhân quan tôn nguyện vi vũ hòa nhập thế sinh như ân dòng nhân đồng gia đặng lễ chủ đều bằng tuân như bạn đi bạn sinh như giáp thế sân nhân thân thể vũ thị thủy sinh như quy sĩ nhân nam đặng lễ văn hậu bạn bạn sinh ưu ân hợp nhân ưu tự đều thị ni bạn bạn sinh ưu tất thị nhân đầu ra đảng lễ chủ đỗ xuân chuẩn bạn bạn sinh ưu linh dậu nhân thần thầy bùi thị nghĩ sinh ưu linh dậu nhân đầu ra đảng lễ chủ đỗ quan kỳ bạn bạn sinh ưu nhân tuất nhân thần thầy hà thị quyền bạn bạn sinh ưu giáp quý nhân nam tử đỗ thiên được thầy sinh ưu tân mão ưu nhân đỗ đình nghe thiên đi bạn sinh ưu quý thị nhân nữ tử đỗ thiên hà anh sinh ưu bình đi tuất đi nhân đồng gia đặng lễ chủ vũ văn nghĩa nam sinh ưu nhân họ nhân thế đều thị ở nhau bạn bạn sinh ưu ất dậu nhân này đồng ngày gia đặng lễ chủ đỗ trọng nghi đà bạn bạn sinh ưu giám tính nhân thần thầy nguyễn thị thiết bạn này sinh ngư giáp tinh nhân nam tử đỗ trong người quan nghi sinh ngư nhâm thủy nhân nữ tử đỗ ngân hà bạn này sinh ngư tăng nghi tăng nghi dần nhân đồng gia đặng lễ chủ đạo xuân trung bạn này sinh ngư tăng tinh nhân thì thần thề nguyễn thị lập đi bảy mệnh sinh ngư tân sử nhân nam tử đạo xuân nam bạn này sinh ngư an nghi sử ngư nhân đồng gia đặng lễ chủ đạo xuân nghi quân bạn thì thành sinh ngư giáp họ nhân thần nghi thế linh linh thị thao tân sử viên nam tử đạo xuân tuệ sinh ngư mẫu tí nhân đồng gia đặng lễ chủ nguyễn văn chiến bằng mạnh sinh ngư tân hợp nhân thân thề đào hồ thị nhân nhóm bạn mạnh sinh ngư quý sĩ nhân nam minh tử nguyễn đức ghi nồng bạn đàn sinh ngư đến sĩ viên thì đồng hồ giáo đặng lễ chủ nguyễn văn chiến bằng mạnh sinh ngư tân mẫu nhân thân thề vũ thị tuyến bạn đàn sinh ngư tí sĩ ngư ở nhân hợp thị đồng gia đặng lễ chủ đạo xuân đạo bạn đàn sinh ngư an phù nhân thân thi thần thi nghĩ ở bạn mệnh sinh ngư bình thân nhân nam thắng đạo xuân bình bạn mệnh sinh ngư ất sử nhân ngôn tử hạnh thị thủy bạn đàn sinh ngư tân phù nhân nam tử nguyễn văn tâm bạn mệnh sinh ngư bình tuất đa điện nguyễn trí thành sinh ngư quy thị nhân đồng gia đặng lễ chủ đỗ đề nghị nặng mi bạn mệnh sinh ngư canh ngọ nhân thân thi bạn thị thu huệ bạn đi thành sinh ngư nhất tân nhân đỗ ngọc tư ở bạn bạn sinh ngư quý thị nhân đỗ linh đàn sinh ngư linh nghi nhà thân nhân nhân như đàn gia đặng lễ chủ vũ hồng hành bạn này sinh ngư tân nghi nhà bạn nghi thần thao nhân thân thầy mai thị hưởng sinh ngư đi dòng nhân nam ấy tử vũ quan hoa anh sinh ngư thành thị nhân vũ thị phương anh sinh ngư linh tuất đi nhà nhân như đàn gia đặng lễ chủ vũ mai anh bạn bạn sinh ngư giám thọ nhân lễ chủ và lễ hô văn quý toàn lễ bản mệnh sinh ngư giáp thọ nhân đi phạm thị quận bản mệnh sinh ngư luận bồi nhân quý vị thần các gia chủ có công người đức kim thần tiết chủ dỗ văn thư thân đi thế trần thị nhật hợp bê đồng gia đẳng có tu tạo quyền của vật đề trần đi quý vị thần tiết chủ nguyễn thị nhân hợp bê đồng gia đẳng kim thần tiết chủ nguyễn thị hường nguyễn thị duyên nguyện nghe thị hiền nghi chủ nếu hữu thị là quý ở kinh thần kiến chủ đều thị văn khi mi thần kiến chủ trần thị gái khi ở kinh thần kiến chủ vũ văn thiếu khi mi thần kiến chủ hân nghi này khi mi thần kiến chủ vũ văn này quốc đi vũ văn này đức
kỳ mi thần tiên chủ bạn mi rộng cũng rộng mi kỳ mi thần tiên chủ chào xuân thường kỳ mi thần tiên chủ nguyện thị hạ kỳ thần tiên chủ nguyện thị nhân kỳ mi thần tiên chủ đạo thị tịnh kỳ thần tiên chủ trần thị tuyên kỳ mi thần tiên chủ trần thị nhân kỳ thần tiên chủ vũ văn trạch kỳ mi thần tiên chủ đều văn thủy kỳ thần tiên chủ của vũ thị kim ánh kỳ mi thần tiên chủ mai thị giang kỳ thần tiên chủ mai thị thanh kỳ mi thần tiên chủ đạo xuân là thắng kỳ mi thần tiên chủ vũ thị kiều kỳ mi thần tiên chủ trần thị giang kỳ thần tiên chủ trần thị giang kỳ mi thần tiên chủ hoàng văn lê hội kim thần tiên chủ mai văn lê mai kim thần tiên chủ vũ văn lê thần tờ kim thần tiên chủ đạo thị nghĩa kim thần tiên chủ đạo thị đệ kỳ mi thần tiên chủ đỗ mặc về đam mê kim kỳ thần tiên chủ vũ thị hiểu kỳ mi thần tiên chủ vũ thị độ kim thần tiên chủ vũ thị đoan kim thần tiên chủ vũ thị đoan kim thần tiên chủ vũ thị duyên kim thần tiên chủ đào dân trì kỳ mi thần tiên chủ lê hồng quảng kim thần tiên chủ mai văn nguyên kim thần tiên chủ bùi ngọc nam kỳ mi thần tiên chủ vũ văn quyết kim thần tiên chủ vũ quang phải kỳ mi thần tiên chủ đỗ tiên đi vũ kỳ mi thần tiên chủ đỗ thị hương kim thần tiên chủ đào thị mơ kỳ mi thần tiên chủ vũ mai huy đồng kỳ mi thần tiên chủ đào xuân nam kim thần tiên chủ đỗ mạnh tường kỳ mi thần tiên chủ vũ văn này thái kim thần tiên chủ đỗ văn bằng kim thần tiên chủ đào thị nhanh kỳ mi thần tiên chủ đỗ thanh nghị viện kỳ mi thần tiên chủ đỗ hoa bạch kỳ thi kỳ mi thần tiên chủ nguyễn thị đồng kỳ mi thần tiên chủ nguyễn thị nam kỳ mi thần tiên chủ đào xuân lan hệ kỳ mi thần tiên chủ đào xuân viên nhi kỳ mi hợp kỳ đồng các gia chủ các mình thì lão các vị thượng lão có hòa lão thái lão các gia các chủ được thì thiện nam tín nam nữ tận thôn đồng xóm tầng nhân tòa phổ giác quy tình ngôn điện thần tầng sinh phương hương thế số hành càng con phụ tá chi văn càng vật thành chiếu thân chi đại đức tư vùng mà tiếp chất nhật lương thời hai có hai ác vị nô đang thần sai ác vị khai quan điểm mà đã cánh hành bản đền là cách nghi tông bình an tăng viên trường võ cung tịnh nam mô và phương có lần gần đầu tăng tạo niệm vị thám thiện kinh viên bỏ hạ nam mô tăng đưa làm các sư phật tổ tác thân viên bỏ hạ tăng tới thiên chúa tứ phủ quan ni còn bằng tay tay tập luyện là tướng là thỉnh đàn là sứ thân minh tổ địa nó chính cho quân thần quân thỉnh liên cảnh cảnh hoàng quản tổ đàn quân bản sứ thân minh vua vương mong mạnh truyền thần chân thần bản cảnh thần là vua chúa bà và đền chúa bà lâm vương gia tộc và bán thiên báo đầu công chúa cũng thỉnh hạ văn ngũ hổ thần tướng thanh trả là tướng bảy già vô tướng ngũ mộng hoàng đường ẩn thành siêu lam phủ nguyện phật thanh chứng giám thần linh thành hoàng bản thành phụ trì tùy thân tạm bằng vô gia ô hang thác tạm mạnh mình nhân tam tai bát bản thần văn tiêu bách phất thiên tường danh lâm tập bốn mùa không có mạnh ách chi no đâu bát tiết cầu cổng tọ mà ra chi các cánh tài ngay xuống chính lập cửa lập nai bán vận là tình vô nhân kích thiết điểm mình thì chi cần sớ tiêu cần nhân đời mà nhân đi tư người và các nhà thần đề cũng đủ hoa năng thượng tấu sơ ba thượng này và nhà sau là tùy ngân tài hạ đồng bằng hòa hoa năng văn cũng phát hành được quan thiền phật cầu an
bây giờ giảm lao 10 phút sẽ tiếp tục vào cúng vị thần ăn tứ phủ phước cho nhân viên tham quan và những tổ nhân hàng lòng và viên hồn tóc tay. Thank you.
tâm thanh nhân của ông thì nào là cũng nhận chúng tốt tâm là tiền tài của mong muốn nhưng mà lấy cả thành đời cũng không nhà cùng nhà tiền thành đâu không nói tương lai cầu cho biết biết tâm thanh nơi mày đã hơn được những tiền mà sao hiểu là hiện tiền đời không còn năng lực phần trăm và chắc không có đồng nào lãng sát tâm tâm như đi hoàng hoa tình tâm sanh không có đồng người trên nhà vì lòng vừa thương đi vốn bằng vân tốc chi giá hơn mai em tình đã bạn về hương hoa tình về tình tâm bài tình nhất tân quan phong tình trần ra chiều thép ngã tiên no tầm tà tử quân thất tôn thân nhi thì vĩ tam trang tôn thốn quang huy chính ra đại đa tài thành nguyện nhi trung thần nhận địa đồ bộ cao bách từ chi chi phong thủ hiển nhi nhi cùng a duy a trần a châu hiển thanh cửu thiên vũ đế thiên vũ hưng đạo đại vân hải dương tỉnh nam sách thủ chí tình huyền a dương a sơn gia kiếp bàn tiền đức thánh ca đức vương vừa đức vương mẫu nhị vị đức công trung quân phò mã hiếp kiều giá tường a nhị vị quân công ta hiếp công đồng quan lớn nhị vị đại thánh bà đức chúa vô trần quan phi quản lĩnh chư vị các quan duy nguyên công trung hiền thánh hội thượng giáng thần tỉnh giáng bảo đảm chứng minh công đức hương hoa tình sắc tăng nếu văn thành tăng tố căn sắc trần thành cầu sông lãnh hương tố sinh và hình tự oan tay tám mươi mốt năm cánh tế ban ngoài dưới cây lý bạch đầu xuất hiện chỉ kinh giáo hồ nhất minh tiên học thầy trời ở núi học quân nhập một cầu thế giới tàng thầy thánh tu huyết tàn là công đức ta hay là đại chỉ còn được phát sinh như hòa bình nhà tương hoa một tòa lòng hòa bọc bái các quần lòng đô viên là cùng nhờ sơ con thái luôn nó phân vật thức truyền nhờ cho ra một trí thần là thân khí tự hay nhà các ca trường là lễ chủ đồng là thân tầm nhờ sóng cố mong tùy ảo công đức ta thắng thường nó quân văn hạng bản ta xin kinh nghiệm phù chú được việc hòa mong mật chất chất cả tên lòng hòa bình bảo hộ cho cả thôn hưng thịnh hưng long vạn sự vạn vật và các thôn hoa đại ca thịnh sáng quân thịnh về thiên đại thánh sinh hơn hai ba nghìn năm thành mẫu thủ thay cuối xa đã đờ đã một tướng tài cao đồ lượng thấu kiểu trùng thiên thừa lên mười được phép tiên đẳng vân vũ thần thông quảng đại tùng la hoành mà ba ba giới cười mạnh bánh trời mong chứng ngôi minh tiêu thượng đế nam giới nguyên sĩ hai giám để cùng phật tổ sắc phong đóng về thiên đại thánh uy hùng dũng mãnh nào có sợ ai phật tổ như nay ra tay đố nhảy thánh khi ấy dậm chân liền nhảy năm núi non để ở chốn tu di chân đầu là thôn ba cửa trăm năm má mờ núi cũ nhạc ra chân khác lúa đồng và đói ăn cơm sắp đến ngày sau chư phật say đi lấy kinh tây ở quan ba sơn sông đồn một mình chỉ chết trường biệt và yêu quái quẩn sau tu lại học nào giả ngang phật tổ phóng làm đấu chiến thắng phần đồ nhân đồ vật cứu khổ cứu nạn thần đệ tử quan cung thình tề thiên đại thánh huyền thiên đại thánh tô thiên đại thánh tam thánh kim quan giáng hà bàn đàn xin được linh ngũ phù chú để loạn long mạch mùa và là đất ba âm căn tầm mờ đông mờ tây nam bắc chân trạch khổ cư an nam vị nô nhang nguyên cầu cho đồng ra đồng thôn xóm hoa diễn bình an lập tài vượt tiến hương hoa còn đóng đinh ta rút từ không ngon một mà trăm tinh lửa cháy tung đồng tay đèn nhập qua tải hạ cứu hoàng hòa thượng tật qua bậc nữ tiếng của quốc sung từ mấy vai mừng là các anh linh tiến qua côn trường mình tay a để lên độ và nhìn nắm bao sau còn đã đi a để thần đồi đời con tung đỉnh đức thánh phòng màu thắng an thắng ta thắng mỹ phù chú nhìn hoàng quan vật chứng tại cả bản đê bảo hòa quốc máy đất đá an tổng ở thôn tổng gió thông nga thịnh nhà nhà hành khách tổng to công nga thành giá mùi chân ca tướng thủ được triển lập thế thân sinh phẩm chữ trời trí tuệ thông minh lại có phép thông duy tàm bao giờ đại giản văn võ đến triều lập a đế vô sanh về thủy tế thâm cung
cung hiển nguyện xưng tài tướng dân là bản bản điều kiểm điện tướng dân tách tổ công báo hoàn toàn bên nhau hưng nó hưng định đoàn xưng tài đạo tại các cung thể đất ta chân ta trèo là đẹp thanh nhân múa hưng đạo đạo nhà vương vốn nửa xưa là tức mặt từ trung nhớ đến sân có các cường hòa minh tài tha hoa vượt nó được nhà dân vũ trụ thần là quân thủy trần nam chiều hiển thánh nhân vũ hưng đạo bạc hương kinh thỉnh trần chiều vương phụ hồn trần trời và chiều và vương có hoa thân là chiều và vương la phi trần nhà chiều và vương la nữ trần chiều vương thấy vương công gia phong toàn vương la sinh nhà trần sáng ngàn bản là ngàn những đảng chân vương hoa sáng thanh kim đốc thần đề tư kiểu chu minh bậc độc tôn mạnh ký sinh gan thái quyền tâm dương muôn xuất minh minh sóng la lật la nghiệp phóng hào quang bản lý bản phương mai phán trọng thanh chân thú ý bán hình bán thể tiền chân giáng thế để tu hành nguyện phát quy hồ kiếp ba chí kỳ đồ sang bệnh già lư hồ vật gia chỉ ý bản hóa thiên binh bản tướng quy cường giản ra phó bàn mà đàn là biết lực sĩ tinh binh dũng mãnh để thể tận tâm cải định nguyện tướng quan bất gián đàn chuyên sóng ngang gần nhà thành nhà thiên ra cơ đài đánh thủa xưa là con đức hòa quang quân kinh đỉnh lấy nam phương trình ba bắc sơn soi hiền đồng biểu là há ra nờ chớ nghe quân trường giáng thời bàn pháp văn minh trừ hệ loài quỷ quái gian manh tuyệt tiến kè na tính phản ác cánh thời cần phù chú để hoàn long mạnh múa phần là đất ta âm cắn tập mà đông ta tây nam bắc chấm chạch là thùa tư an vị ngô nhang tầng trời chân nắm lên cao anh thần đế được đài hoàng thủy côn thượng đế ngọc hoàng là thắng ma chỉ như sáng đài ca thần thần thủ cũng quái các cô tè hầu hà cung công bứ lên ngó thiên tầng là đông tây nam bắc cứ di thường hạ trầm lại làm chúng cô hồn đồng thai cô cam lộ vì đông tây nam bắc cứ di thường hạ trầm lại làm chúng cô hồn đồng thai cô cam lộ vì tiếng ta chẳng xa trong ngày mai ý đào mùa màu khí vì mong nước trẻ hết cô hồn nào từ ta tiên băng ra tan biến chuẩn cảm xúc chi nguyện thừa tam bát bào hoa chính diệu lực trường dùng mang yên tư cố bình dương nhân dùng nếu chi tam đề nhờ nghe bờ ưng quan pháp rơi đến nhân kiên di tam già đi ra xa bà ám già đi ra xa bà mô bồ mô đế đi ra đi ra đi ra 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 đâu đâu thời đến na xuân thiên na hà thiên na cài kiện pháp đàn chức thượng chúng hà đàn tam tôn đại đại địa đàn rất hồn đại oan trung đàn ơn giả ác nam tiêu diệt đại sĩ giám đàn chính minh tuân cho đầm đại chúng sinh là đàn hữu băng minh hai hoàng mà nào là dân thứ vua quan phổ độ công giả tam tam nhiệm màu đông tây nam bắc nơi đông trên cỏ dưới đất quán cầu sự thơ bậc nhà bậc cha đạt mẹ hay hà bậc con bậc tên chiều cành cô hồn không người cũng tế dương còn chậm luân mai hóa ra cô hồn muôn nhờ đức phật thế tôn mở lòng yếu cô đầm hồn cô mong các nơi trần tuyệt phẩm công chúng đàn đại bác còn mong được gì máy bay tan tán đồn ký bồ vật chẳng có cũng vì quốc dân hoặc hà đang buổi hành quân
có tin nó chậm tấm 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 tành có người viên trực đứng canh nghỉ tên điện biết nó ngang hơn mình thế là ung bay sinh ra tám chiều cảnh gia đình xa xôi hải quân canh giữ biển trời và bọn tàu chiến cuộc đời yêu mong phổ bình biết từ súng phong ban nơi đàn phái khó lòng mà bắt thân người ta trong khói hồng trần những cơn manh áo thương ơi thương ơi đào đà đủ đục cốm thay mưa no gió cuốn ngay cửa nhà phân tử con tre me ra thương tay cháu hai nhí thiết ngày một tháng bỏ đi làm thương phần mồ trong tương lai hoàn công giàu sang cái tới khó lòng mang đi thì này thương đến đời giải tỏ hạnh an hài bình sợi giấy điều được kết sinh ra đi về lại cảnh tình khổ hòa đau hòa thầy này trước cho đi cô hồn khi còn sống thì hãy đánh đột trí nhau không kịp cơn nhắn đập đầu người ta kéo mèo không khí hút ra đâm người đột tử thế là oan má miền ngoài ở nơi ba má tương lai rằng đêm lắm tôi đang tái sinh từ những vòng sống có tình từ bi vì người khác thầy quý vật bất đa đều quý và bất đa ngã vì vì đang bất cả chúng sinh là quý và nguyện quý và nguyện quý đang nguyện là chúng sinh quý và bất quý đang quý vật được chúng tôn quý và đề được tôn quý đang chúng chúng tôn quý vật bất đa đều quý và bất đa ngã vì vì đang và lễ phóng sinh đã được hoàn thành viên mãn. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các vị đại biểu về dự lễ hội. Sau đây sẽ xin để thu lọc và cũng xin thay mặt cho ban tổ chức của lễ hội xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể các quý khách đúng 19 giờ tối ngày hôm nay về tại miếu Thần Hoàng Thôn Vân Phương, xã Liên Phương để dự buổi lễ tức là ca nhạc chào mừng lễ khánh thành miếu thổ thần phóng chiếng Thôn Vân Phương. Thay mặt cho ban tổ thập phương đúng 7 giờ sáng ngày mai là về tại xóm giếng Thôn Vân Phương để dự buổi lễ hát văn hầu đồng. Từ thông báo và trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các quý vị đại biểu, các người con của
xóm giếng đã đi xây dựng ở mọi miền tổ quốc và xây dựng gia đình ở trong nước cũng như ngoài nước, đã đem tâm công đức về xây dựng miếu thổ thần của xóm giếng, xin được trân trọng kính mời về để dự buổi đại lễ của xóm giếng miếu thổ thần thôn Quân Phương, xã Liên Phương. Thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng kính mời và kính báo. Cũng sau đây xin được trân trọng kính mời các cụ, các ông, các bà, các vị quý khách đã có lòng đến chung vui góp phần với lại lễ hội và cũng đã đến cổ vũ động viên cho ngày lễ khánh thành miếu của xóm giếng thôn Vân Phương. Xin được kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể quý